Mừng tất cả quý khách hàng, Toyota Avanza Premio sẽ được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, bảo hành lên đến 5 năm. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, trong những ngày đầu tháng 2 của 2023, khi mà Toyota Avanza có chương trình xả kho, giảm giá tổng khuyến mại lên đến 340 triệu đồng. Vậy giá lăn bánh của Toyota Avanza trong tháng 2 sẽ là như thế nào cho số sàn cũng như là số tự động trả góp chỉ từ 150 triệu đồng thì ra làm sao? Kính mời quý chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam chính thức là đưa chiếc Avanza sẽ lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó thì chúng ta còn đâu đó một vài model là lắp ráp nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Số lượng thì có giới hạn thôi ạ. Giá niêm yết nào, Avanza vẫn sẽ có mức giá từ 558 triệu đồng cho phiên bản 1.5e số sàn. Số sàn 7 chỗ ngồi anh chị ạ. Và phiên bản số tự động 1.5 CVT, mức giá niêm yết sẽ là 598 triệu đồng. Avanza được trang bị khối động cơ 1.5 DOHC 20 cam, hộp số sàn kết hợp với hộp số tự động là DCVT, rất tiết kiệm nhiên liệu. Và gì nữa nào? Xe còn trang bị tiêu chuẩn khí thải Euro 5, rất tiết kiệm an toàn đúng không ạ? Nào, chúng ta có cái phần đầu tiên, đó chính là cái chương trình khuyến mại của Avanza trong tháng 2. Mua xe trong dịp này, từ số sàn đến số tự động, chúng ta được trừ trực tiếp vào giá đến vài chục triệu, tặng bảo hiểm, tặng những gói phụ kiện tùy chọn. Tổng khuyến mại con số lên đến chính xác là gần 40 triệu đồng. Đó chính là cái tổng khuyến mại của Toyota Avanza. Tiếp theo đó chính là chương trình trả góp nào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái chương trình trả góp của Toyota Avanza. Ở trong tháng 2 2023, khi mà mức lãi suất của tài chính Toyota chỉ từ hơn 0,9% trên một tháng thôi, thời gian vay lên đến 7 năm, vay được đến 80% giá trị xe. Như một chiếc Avanza số sàn 558 triệu đồng, 80% là chúng ta vay được đến 440 triệu đồng. Vậy chúng ta chỉ chuẩn bị hơn 150 triệu đồng thôi là một chiếc Toyota Avanza ở thế hệ mới 2023 đã nằm trong nhà anh chị rồi. Thủ tục thì rất cực kỳ là đơn giản và linh hoạt. Và gì nữa nào, thời gian vay này, mọi cái thứ rất dễ dàng luôn. Chúng tôi giao xe online, giao xe toàn quốc, giao tận nhà, giao tất cả các vùng miền anh chị nhá. Rất hay đúng không ạ? Và một cái thông tin nữa, một vài model nhập khẩu còn sót lại thì anh chị thật nhanh tay. Tất nhiên thì nhập khẩu sẽ có bảo hành là 3 năm. Trong khi đó anh chị mà lựa chọn xe lắp ráp trong nước thì chúng ta được bảo hành lên đến 5 năm. Có những cái rất hay, phiên bản mới 2023 rất tiết kiệm và rất nhiều công nghệ an toàn từ cảnh báo điểm mù trên phiên bản CVT. Vậy nhiều công nghệ là như thế nào? Chúng ta sẽ review nhanh 3 đến 5 phút một chiếc Avanza trước khi đi đến phần tổng kết. Xin mời anh chị. Thiết kế ở phần phía đầu xe của Avanza, kể cả phiên bản số sàn cũng như phiên bản số tự động, đã được Toyota Việt Nam ưu ái. Ngay từ phần phía đầu xe, cụm đèn pha cốt được thiết kế là full LED cho khả năng bám đường, gom sáng, ánh sáng rất rõ để anh chị di chuyển. Không chỉ có vậy đâu ạ, di chuyển dần về phía đầu xe, logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng trên cái phần mặt ca lăng bản rộng cho khả năng hút gió để làm mát khối động cơ ở phía trước. Từ phía trên thì chúng ta còn có gì nào? Với những cái đường gân dập nổi khí động học cho kiểu dáng cực kỳ là thể thao và bắt mắt. Và một cái điều tuyệt vời nữa là gì nào? Xe còn trang bị luôn đó chính là cái đèn sương mù cũng cho khả năng bám đường và gom sáng. Còn phần phía thân xe, hệ thống la răng sẽ có cái thiết kế mới là như thế nào? Dạng phay đúc bao nhiêu inch? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. 7 chỗ ngồi, kiểu dáng cực kỳ là trường xe luôn. Nào, chúng ta có gì nào? Ngay nổi bật đầu tiên đó chính là phần gương chiếu hậu được tích hợp đèn xi nhan công nghệ LED trên gương, kết hợp với hệ thống gương là cụp tự động luôn anh chị nhá. Và mặt gương chỉnh điện. Không chỉ có vậy, phần la răng được thiết kế phay đúc lên đến 16 inch. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thông số lốp. Vậy là xe sẽ có cái thông số lốp như nhà sản xuất đưa ra ở đây, đó chính là 195/60R16. Cùng với đó chúng ta có thêm hệ thống phanh, phanh đĩa ở phía trước với đĩa tản nhiệt lỗ thông gió, có những cái công nghệ cao cấp như hệ thống ABS, EBD phân bổ lực phanh điện tử, cũng như đặc biệt nhất đó chính là hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống khởi hành ngang dốc. Còn phần phía đằng sau là như thế nào? Nhà sản xuất ưu ái thêm điều gì trước khi đi vào phần nội thất với hàng ghế sofa 7 chỗ ngồi?
chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây đó chính là thiết kế tổng quan ở phần phía đuôi phía sau của Toyota Avanza. Nào, từ phía trên chúng ta có ngay được đó chính là anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Không chỉ có vậy, ở phần phía kính hậu phía sau có thêm phần sấy kính và chúng ta có phần gạt mưa ở phía sau. Nào, toàn bộ phần cụm đèn hậu phía sau trang bị công nghệ LED thiết kế hoàn toàn mới, những cái màu trầm như thế này, quan hội đánh giá rất cao. Chúng ta còn có thêm đến hai cảm biến cảnh báo va chạm sau cho khả năng lùi an toàn, kết hợp cùng với chiếc camera lùi được hiển thị trực tiếp lên màn hình 8 inch cao cấp ở trong xe. Chúng ta còn có thêm nữa là gì nào? Khi mà mở ra như thế này thì anh chị có thể thấy ngay được không ạ? Hàng ghế thứ 3 gập phẳng cũng như ở hàng ghế thứ 2 sử dụng chế độ ghế sofa thì cũng sẽ được gập phẳng. Và một cái hay nữa là gần như là các vị trí ghế nào thì cũng đều được trang bị những cái hộc để chúng ta có cái sạc nhanh như hoặc là những cái tẩu sạc. Và một cái phần nhỏ nó chính là những cái hộc này để chúng ta để đồ. Còn tổng quan bên trong của Toyota Avanza Premium phiên bản số sàn là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của phiên bản số sàn Avanza Premium 2022. Nào, ngay từ phần phía tapi cửa, thế hệ mới nổi bật đầu tiên sẽ đến từ hệ thống kính. Kính phần lái sẽ auto, trong khi đó là gập gương đã là gập gương tự động khi khóa cửa rồi. Chúng ta còn có tay nắm cửa phía bên trong, mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Phần tapi này thì có một cái phần nhựa màu trầm giả da, trông rất cao cấp, kết hợp với phần hộc để đồ, rất rộng rãi. Di chuyển dần sang phía bên, phía người lái bên trái, chúng ta có hệ thống kiểm soát lực kéo, kết hợp với hệ thống cân bằng điện tử. Và dần lên trên thì có những cái hộc để đồ, ví dụ như chai nước để đây thì anh chị sẽ để cái cửa gió ở đây, rất mát đúng không ạ? Bên trong cũng như là cái tổng quan giao diện cụ thể thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong để tìm hiểu. Xin mời anh chị. Đây là tổng quan giao diện bên trong của phiên bản Avanza số sàn. Nào, chúng ta sẽ có gì nào? Có lẽ rằng là hoàn toàn là cái sự thay đổi về phần giao diện bên trong nội thất thì đã được Toyota làm mới hoàn toàn rồi. Trước tiên chúng ta sẽ đến từ cái bảng đồng hồ trung tâm. Ở bảng đồng hồ trung tâm này thì Toyota Việt Nam đã đưa ra một cái hệ thống, đó chính là màn hình hiển thị lên đến 4,2 inch đa thông tin để chúng ta có thể hiển thị rất nhiều cái phụ trợ khác nữa. Rất đơn giản đúng không ạ? Đó, rất nổi bật luôn để anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được. Nó sẽ rất nhiều cái để chúng ta có thể cài đặt được. Cùng với đó là gì nào? Bên trái đó chính là cái đồng hồ vòng tua động cơ, hoặc là bên phải đồng hồ km trên giờ bằng điện tử. Chúng ta có hệ thống đèn full LED rồi, cũng như là gạt mưa trước sau. Trên vô lăng, đây là phiên bản số sàn, thì sẽ là nhựa urethan kết hợp với phần điều khiển là chuyển kênh, chuyển hệ AM FM Bluetooth, cũng như là phần điều khiển volume và chỉnh trực tiếp trên cái bảng màn hình 4,2 inch kia. Chúng ta có thoại rảnh tay cũng như kích hoạt giọng nói. Ngoài ra thì phía bên phải còn có thêm đó chính là cái phím của phần chip A, chip B cũng như Odo. Anh máy quay có thể tiến sâu vào trong bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được. Cũng như ở một clip khác thì Văn Hội cũng đã có cái hướng dẫn sử dụng chi tiết của Avanza rồi. Nào, dần nhẹ sang phía bên phải, có lẽ rằng là đến ấn tượng đầu tiên sẽ đến từ cái chiếc màn hình. Ở cái phần màn hình này thì đã được trang bị lên đến màn hình là 8 inch, có kết nối CarPlay cũng như Android Auto. Không chỉ có vậy đâu ạ, khi mà chúng ta cắm cái phần USB ở đây thì chiếc màn hình này còn có khả năng xem đọc file video MP4. Tất nhiên là nhà sản xuất theo xe thì sẽ là dừng xe thì mới xem được. Còn anh chị mà muốn xem khi di chuyển thì nếu mà trong quy trình thì chúng ta sẽ không xem được. Có thể liên hệ phần kỹ thuật để chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Thì lúc này Văn Hội sẽ chia sẻ ở clip khác. Dần xuống dưới thì chúng ta có hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa của Avanza số sàn lần này thì đã điều khiển là điện tử rồi. Rất hay đúng không ạ? Điều khiển điện tử từ phần nhiệt độ cũng như là phần điều khiển. Chúng ta có nổi bật hơn nữa sẽ đến từ chiếc chìa khóa thông minh Engine Startup cũng như là phần cảnh báo thắt dây an toàn. Ở dưới chúng ta có cổng sạc nhanh 2,5A. Phần số sàn thì chúng ta có gì nào?
Phần số sàn chúng ta có hộp số sàn 5 cấp kết hợp với phần camera lùi. Rất ấn tượng đúng không ạ? Đó chính là tổng quan. Và cái hộc, hộc để bệ đồ này, nó rất thoải mái luôn, rất dễ chịu. Chúng ta còn có thêm gì? Đó chính là phần tựa tay cũng có những cái hộc để đồ, hoặc những cái tẩu của 12V ở đây. Rất hợp lý. Nào, hãy ngắm tổng quan một lần nữa trước khi đi ngắm sang phần ghế sofa chi tiết của Avanza số sàn 7 chỗ 2022. Xin mời anh chị. Đây là ở hàng ghế thứ hai của Toyota Avanza 2022 phiên bản số sàn. Nào, chúng ta có đầu tiên đó chính là phần chỉnh của cửa gió điều hòa cũng như tốc độ gió ở hàng ghế thứ hai cũng như hàng ghế thứ ba để có cái độ mát đúng không ạ? Chúng ta cái phần ghế này thì anh chị có thể tiến lùi được nhá. Không những tiến lùi được mà khi mà chúng ta tiến hết thì chúng ta có thể ngả hết về đằng sau. Chúng ta sẽ ngả hết về đằng sau. Để làm gì? Để làm chế độ ghế sofa hoặc là gập phẳng toàn bộ cả đây. Anh máy quay sẽ quay vào trong. Ví dụ hàng ghế thứ ba gập phẳng như thế này thì hàng ghế thứ hai của chúng ta cũng có thể gập phẳng, cũng có thể gập phẳng được. Đúng không ạ? Cũng có thể gập phẳng được và chúng ta sẽ lùi lại được ở đây. Chúng ta sẽ lùi lại được để cho cả một cái khối phẳng như thế này. Tất nhiên sẽ là cả ở ghế bên này nữa, để nhiều khi mà anh chị chở những cái đồ rộng và cần độ phẳng dài, đúng không? Rất thoải mái luôn, nó cực rộng luôn đấy nhá. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng kết cũng như là tổng chi phí lăn bánh của Toyota Avanza số sàn 2022. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là review cũng như là chia sẻ cực kỳ là chi tiết, đó chính là cái phần tổng quan thiết kế về ngoại thất cũng như là nội thất ở bên trong của chiếc Toyota Avanza 2022. Bây giờ thì chúng ta đi nhanh khoảng 2 phút về phần phía khối động cơ của Avanza trước khi đến với phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Đây đó chính là cái tổng quan cái khối động cơ của chiếc Toyota Avanza năm 2022. Xe trang bị là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5, sử dụng hai công nghệ nổi bật nhất, đó chính là công nghệ DOHC trục cam kép kết hợp với động cơ còn trang bị thêm, đó chính là công nghệ Dual VVTi. Với hai công nghệ này thì sẽ giúp cho anh chị sử dụng xe như thế nào. Đầu tiên với công nghệ DOHC, anh máy quay sẽ tiến gần hơn. Với hai trục cam kép như thế này sẽ điều khiển chính xác thời điểm đóng mở van nạp và van xả, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, tăng công suất cũng như là giảm phát thải khí sạch ra môi trường. Rất hay đúng không ạ? Và công nghệ thứ hai đó chính là công nghệ Dual VVTi, điều khiển van biến thiên thông minh kép. Khi mà anh chị ga nhé, nhiều anh chị có thể mình ga quá chân hoặc là ga chậm, ga nhanh đúng không? Nếu mà anh chị đạp quá ga thì hệ thống cũng sẽ mở từ từ để làm sao ạ, thời điểm đóng muộn đúng không ạ, cũng như là mở sớm để giúp cho tiết kiệm nhiên liệu. Còn trong trường hợp mà mình cần bứt tốc ở đặc biệt nhất trên đường trường, mình khi mình đạp ga thì hệ thống sẽ mở van nhanh hơn, điều khiển nhanh hơn để giúp cho tăng công suất động cơ cũng như là cho khả năng lái phấn khích hơn nữa. Đó chính là những cái công nghệ nổi bật nhất trên cái khối động cơ này. Khối động cơ của Avanza thì cũng như tương tự như gần như là cái mã của cái khối động cơ của Toyota Vios đã được kiểm chứng là cực kỳ là bền bỉ rồi, cho cái công suất cực đại lên đến 105 mã lực, rất khỏe khoắn và dẫn động cầu trước, anh chị biết rồi, khả năng tiết kiệm êm ái cũng như là bứt tốc rất là tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng giá lăn bánh nào. Vừa rồi đó chính là cập nhật chi tiết bảng giá mới nhất trong tháng 8 năm 2022. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng giá lăn bánh của Avanza. Mức thuế ở tỉnh đang áp dụng là 10%, hay Hà Nội là 12%. Hà Nội và Hồ Chí Minh chúng ta có thêm 20 triệu tiền biển số. Một chiếc Avanza 558 triệu đồng số sàn sẽ lăn bánh ở một tỉnh là 617 triệu 600 ngàn đồng. Trong khi đó ở phiên bản 1.5 CVT sẽ lăn bánh ở tỉnh là 661 triệu 600 ngàn đồng. Hồ Chí Minh chúng ta vui lòng cộng thêm 20 triệu tiền biển số. Tiếp tục nào, hãy đến với thành phố Hà Nội. Hà Nội mức thuế đang áp dụng là 12%, 20 triệu tiền biển số. Avanza số sàn sẽ lăn bánh là 647 triệu 700 ngàn đồng. Và Avanza số tự động sẽ là 692 triệu 500 ngàn đồng. Tất cả bảng khuyến mại giá lăn bánh trên theo quy định của nhà nước, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn, trả góp chỉ từ hơn 200 triệu đồng. Chi tiết là như thế nào?
anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị một cách chi tiết và chu đáo nhất. Và đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Một lần nữa, Phan Hội xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.